Vario đã dễ thương rồi mà còn thêm một cái con xe màu xám xi măng như thế này thì khỏi cần phải chê gì nữa hết nha anh chị em mình. Một con xe đời rất là cao 2021, biển số thành phố Long Xuyên, odo cũng cực thấp chỉ 8.000 thôi, giá thì hơn 30 triệu một xíu. Anh chị em mình có nhu cầu mua góp con xe này thì chỉ cần trả trước vài triệu thôi đó, 8.400. Anh chị em mến, con xe này cứ gọi ngay cho em là 0339 6767 6767 nha. Rồi em xin cảm ơn anh em.